Đừng tính toán trong tình yêu. Đừng tính toán quá nhiều trong tình thương nhé. Tình thương giữa sư phụ và đệ tử, tình yêu giữa nam nữ, đừng tính toán quá nhiều. Cứ nhảy vào, bộc lộ hết, đem ra tất cả, mang hết ra. Hãy tự nhiên, hãy chân thành, chân thật. Nhưng đôi khi ngay cả trong tình yêu, họ cũng tính toán với nhau. Nếu mình tỏ ra yêu nàng nhiều quá, nàng sẽ chảnh, nàng sẽ kiểm soát mình. Hoặc người nữ nghĩ nếu mình bộc lộ quá nhiều tình cảm với chàng, chàng sẽ đòi hỏi nhiều hơn và kiểm soát mình. Tương tự vậy. Quý vị không nên như thế. Hãy làm một tấm gương tốt rồi người bạn đời sẽ làm theo. Nếu anh ta không làm theo, đó là vấn đề của anh ta. Tính toán nhiều quá sẽ trở thành lạnh nhạt, tâm lạnh nhạt và như vậy không vui. Chỉ cần luôn cởi mở, thương yêu, quan tâm, chân thành và thành thật. Đó là cách để yêu thương, dù yêu cái gì cũng vậy. Thậm chí chó, hãy xem những chú chó, họ luôn biểu lộ ra ngoài. Dù có chuyện gì cũng vậy. Thậm chí quý vị vừa mới la mắng họ một chút, vì họ mới làm gì đó nhìn có vẻ là sai, đối với con người, nhưng đối với chó thì không. Ví dụ như chó thích ngửi mọi thứ trên mặt đất, mình nói, đừng làm vậy, dơ lắm, lại đây. Nhưng nếu thương họ, quý vị chỉ cần gọi một cách trìu mến, họ sẽ tới ngay lập tức, giãy đuôi và chờ được vuốt ve này kia. Không bao giờ chán tình thương, không bao giờ giận, không bao giờ xấu hổ, không bao giờ nhớ là quý vị vừa la mắng họ, không hề. Cho nên hãy yêu thương như loài chó, rồi quý vị sẽ sống hạnh phúc mãi mãi. Loài chó đến đây để dạy con người cách yêu thương, thật sự là vậy. Nếu quý vị có chó, quý vị sẽ hiểu tôi nói gì. Quý vị thấy họ thương loài người, luôn yêu thương quý vị ra sao không? Đó là cách mình nên làm. Đó là cách mình nên yêu thương. Quý vị yêu thương quá ít và bộc lộ còn ít hơn nữa. Rồi quý vị phàn nàn là hôn nhân không hạnh phúc, vì hôn phu của quý vị lạnh lùng, quan hệ của quý vị có vấn đề. Phải có sự cho và nhận. Cả hai bộc lộ tình yêu, rồi tình yêu sẽ luôn phát triển và gia đình quý vị sẽ hạnh phúc. Tình thương giữa quý vị, giữa anh chị em đồng tu cũng vậy. Mèo cũng thương quý vị rất nhiều, chó và mèo giống nhau, chỉ là mèo hơi lơ đễnh một chút, cứng đầu hơn. Nhưng chó thật sự là cho quý vị, chỉ cho quý vị. Đừng ràng buộc với những quan hệ quá khứ. Vấn, con có thể nghiệm một chúng sinh tâm linh đến, nằm xuống và ngủ phía sau con khi con ngủ nghiêng bên phải, hai hoặc ba lần. Người đó vòng tay quanh con và ôm lấy con, lần cuối chỉ cách đây vài ngày. Con không sợ nhưng khó chịu vì bị làm phiền. Con nghĩ chúng con được bảo vệ, nhất là khi con vừa thiền xong vào buổi tối trước khi đi ngủ. Xin sư phụ cho con lời khuyên. Sư phụ, đây không phải thật sự là chúng sinh tâm linh. Đó là vì cô vẫn còn ở đẳng cấp thấp. Người này là người yêu cũ của cô, và hiện tại cô đang ở cùng đẳng cấp với anh ta, và anh ta đến thăm cô. Đó cũng là do sự gắn bó còn sót lại trong tâm cô. Nhưng một khi cô lên đẳng cấp cao hơn, anh ta sẽ biến mất. Cô sẽ để lại anh ta phía sau và sẽ giúp anh ta sau này. Khi cô lên cao hơn, anh ta cũng sẽ được giúp và rồi cô sẽ không thấy anh ta nữa. Hãy thiền nhiều hơn và đừng ràng buộc vào bất cứ mối quan hệ nào trước kia, dù là kiếp này hay kiếp trước. Bất cứ mối quan hệ nào mà quý vị đang có hiện nay, hãy chăm sóc, thương yêu. Vậy thôi. Chúc may mắn. Vấn. Câu hỏi thứ hai là khi con tọa thiền, mỗi lần khi con tập trung một lúc ngắn sau, con cảm nhận một phần căng thẳng nào đó trên đầu. Nếu con kiên trì, nó sẽ dở ra và con cảm thấy quá trình này giúp con xóa được mọi ấn tượng và nhờ vậy đạt được sự chú tâm rõ ràng hơn. Con hiểu rằng con thể nghiệm điều này là vì con đã tu một pháp thiền khác trước kia. Thưa sư phụ, hy vọng con đúng. Con cảm thấy tự tin hơn, có sự tập trung tốt hơn và là người vui vẻ hơn nhiều. Con hoài nghi,
bởi vì chúng sinh này dẫn đến xâm phạm sự riêng tư của con. Sư phụ, đôi lúc điều đó đúng. Nếu chúng ta tu tập một pháp môn khác trước kia và vẫn còn một số lực lượng sót lại trong thân thể thì sẽ cần chút thời gian để xóa đi. Nhưng cô đã khá hơn nhiều vì cô có thể tự cảm thấy là cô có tự tin hơn, vui vẻ hơn. Vậy thì cứ tiếp tục thiền với tất cả lòng thành và với tình thương, rồi mọi việc sẽ cải thiện. Không bao lâu cô sẽ xóa được. Không bao lâu cô sẽ xóa được mọi thứ đang làm phiền cô, và người đó sẽ không đến quấy rầy cô nữa. Đừng đánh đập con. Nhiều khi nó là Bồ Tát giáng thế, mình không có biết mình đánh đập nó tội lỗi nhiều lắm, ok. Khuyên bảo nó, nếu không nó mà nghịch phá gì lắm, mà phương hại tới hàng xóm hay là phương hại động vật, thì mình cho nó. Tiếng Anh, nó kêu là time out hay là gì đó. Time out, đó, tức là mình cho nó ở trong phòng của nó một ngày hay gì đó ha. Những cái thứ gì mà nó thích thì ngày đó nó không được có, hiểu không? Vậy thì thôi, rồi xong, nó biết rồi. Ví dụ nó thích điện não, computer lắm. Bữa đó mình lấy ra, bữa nay không có ngoan, phạt một ngày. Mà nó mà nặng nữa thì phạt 2-3 ngày, ví dụ vậy đó ha. Hay là không cho nó đi chơi với bạn một ngày hay 2 ngày gì đó. Thì nó biết, nó quen. Đừng tạo thêm kẻ thù. Có lẽ cách đây rất lâu, quý vị có mối quan hệ với một phụ nữ, thí dụ vậy. Rồi quý vị không muốn tiếp tục mối quan hệ đó nữa. Có lẽ quý vị đã ly dị hay gì đó. Có lẽ nhiều kiếp về trước, hoặc có lẽ kiếp này vẫn thế. Nhưng người phụ nữ đó không muốn chấm dứt mối quan hệ, nên chỉ là một mình quý vị muốn, và nó không làm mọi thứ được tẩy xóa, được xóa bỏ và biến mất hoàn toàn. Cho nên người phụ nữ đó tiếp tục, có lẽ theo đuổi quý vị, hoặc có lẽ cố tìm nhiều cách, gọi điện thoại, gửi điện thư cho quý vị và thăm quý vị, viện đủ loại lý do để thăm viếng hoặc gặp gỡ, nói chuyện với quý vị, hoặc có lẽ ngay cả dùng một số mưu mẹo xấu xa để gây rắc rối cho cuộc đời quý vị. Sau khi quý vị đã có mối quan hệ khác hoặc không có mối quan hệ nào. Tương tự, trong kiếp trước, nếu quý vị có mối quan hệ với người nào đó và quý vị bỏ, nhưng người kia không muốn bỏ, cô ấy có thể đầu thai, trở thành một người nữ hoặc người nam, tiếp tục đi theo quý vị bằng cách nào đó. Tiếng Hoa chúng ta nói, oan gia ngõ hẹp, có nghĩa là con đường của kẻ thù rất hẹp, quý vị luôn đụng mặt nhau dù muốn hay không. Thành ra tốt hơn là quý vị đừng tạo kẻ thù. Đừng, hoặc thương kẻ thù của mình. Và đó là lý do phần lớn kẻ thù trở lại với nhau làm chồng vợ hoặc cha mẹ và con cái để báo đáp tình thương hoặc lòng nhân ái của người kia, hoặc để cân bằng oán hận, thù hận giữa họ. Thành ra tất cả các vị minh sư bảo quý vị hãy thương láng giềng, thương kẻ thù của các con. Phật cũng nói giống như vậy, hãy tha thứ và thương yêu. Nhưng không phải dễ. Chính vì thế nhiều mối quan hệ hôn nhân rất bấp bênh, rất không an bình, rất phiền phức, nhưng họ vẫn tiếp tục, họ không thể xa nhau. Không biết sao càng cãi nhau, họ càng ở lại với nhau. Thật buồn cười, tôi đoán tới khi hết nghiệp. Đôi khi có lẽ nghiệp không hết, tới khi quý vị chui vào quan tài, thì nó mới hết. Nếu hết nghiệp ở đó, kiếp sau quý vị không cần phải tiếp tục với người này hoặc người kia nữa. Nếu nghiệp chưa hết, nếu nghiệp vẫn còn, thì có lẽ kiếp sau nó sẽ tiếp tục trong một thời gian hoặc lâu hơn. Còn tùy nghiệp lớn như thế nào, không trốn thoát được. Cách khuyên nhủ người suy nhược tinh thần. Dẫn, có rất nhiều người bị bệnh tâm thần, bệnh suy nhược tâm thần, lo âu và tinh thần phân liệt. Nhiều người đã đi đến chỗ là chán ghét thế giới này nhiều lắm. Quá đau đớn cho họ. Họ không sống nổi ở đây nữa và họ quyết định lấy đi mạng sống của họ. Tự giận. Con lo cho những người này lắm. Con lo cho những gì sẽ xảy ra cho họ sau khi họ tự giận.
Con thắc mắc không biết mình làm được gì hoặc nói gì được để khích lệ cho vơi đi nỗi đau của họ. Mình cần phải cầu nguyện gì để giúp cho họ? Sư phụ, mỗi người mỗi khác, quý vị đang làm việc với họ hả? Dấn, con ở gần những người như vậy, con biết những người như vậy. Sư phụ, tại sao lại ở chung quanh họ? Là y tá hay sao? Dấn, những người con làm việc chung, những người trong gia đình con ở khắp nơi. Sư phụ, vậy chịu khó nghe họ tâm sự. Đa số người ta cần nói chuyện hoặc muốn dời đi những vấn đề bị dồn nén bên trong. Nếu quý vị nghe họ nói, vậy là tốt lắm rồi. Thỉnh thoảng gật đầu hoặc bảo họ cầu nguyện, kể cho họ nghe về kinh nghiệm, về đời sống của quý vị hoặc của người khác, hoặc là bảo họ đọc sách của tôi, hoặc là ít nhất cũng nghe tôi hát. Nó sẽ nâng cao tinh thần họ. Sau đó quý vị có thể cho họ biết về tu hành. Dấn, nhưng khi tự giận, họ có bị đi địa ngục không? Ở đó họ có chịu khổ hơn không? Sư phụ, cũng tùy. Dấn, cố chạy trốn vấn đề, họ lại đào hố của họ sâu thêm. Sư phụ, đúng vậy, tốt hơn là đừng làm cách đó. Phải bị trả tiền lời, còn tệ hơn nữa. Những người tự giận không phải là Thượng Đế trừng phạt họ hay gì cả. Nhưng khi họ tự giận, có nghĩa là lúc đó họ không thương chính họ, hoặc rất ít hy vọng. Trong tâm trạng đó họ sẽ không đi đâu khá hơn, hiểu không? Thiên đàng là do niềm hạnh phúc của một người tạo ra. Địa ngục là hậu quả của tư tưởng hay hành động bi quan của con người. Tùy quý vị muốn đi đâu. Ý nghĩ của mình làm cho mình, sự suy nghĩ của mình làm cho mình đi tới chỗ đó. Ngay cả những người không tu hành theo cách như chúng ta, nhưng trước khi lìa đời, nếu họ nhớ tới Thượng Đế, nếu họ nhớ tới những điều lạc quan, nhớ tới thiên đàng, hoặc sự sống sau khi chết, gia trì này nọ, họ cũng đi đến nơi cao hơn là những người không nhớ. Những người tự giận, họ đã ở tại một thời điểm rất là tệ hại. Họ bị kẹt ở đó rất lâu, tới khi tất cả những sự bi quan này phai nhạt. Sau đó họ mới có thể được tái sinh làm người lại và giải thoát. Bảo họ hãy tránh đi ý tưởng tự giận. Bảo họ mọi sự rồi sẽ tốt đẹp hơn. Bảo họ hãy cho bản thân thêm một ngày nữa, một tuần nữa, một tháng nữa, xem sự việc thế nào ha. Nói với họ rằng trong tương lai, hãy cho mình thêm chút thời gian, mà nếu tình trạng không đỡ hơn, thì lúc bây giờ vẫn có thể tính chuyện tự giận. Cho thêm chút thời gian nữa, có sao đâu. Nói như vậy ha. Đó là cuộc đời của quý vị, dĩ nhiên muốn làm gì đó thì làm. Nhưng nếu tôi là quý vị, thì tôi ở lại thêm một thời gian nữa, để xem có thể mọi sự sẽ thay đổi. Sự việc thay đổi là thường. Rồi đưa ra những thí dụ hay thay đổi đến với nhiều người như thế nào. Đưa ra những thí dụ lạc quan. Quý vị phải đọc nhiều chuyện lạc quan để sẵn sàng kể cho họ nghe. Nếu muốn an ủi họ, thì quý vị phải tìm tòi tới lĩnh vực này để chuẩn bị kể họ nghe, để không bị kẹt với họ trong dòng bi quan đó. Hãy kể họ nghe ví dụ như một người đàn ông ở San Francisco. Ông có một ngôi nhà cho chó và những con chó ở trong đó được đối đãi như là khách. Ông là triệu phú. Sau khi chết, ông để lại tất cả tiền bạc của ông cho chó. Vì khi buồn bã và sống ở dĩa hè, ông đã gặp một con chó và con chó đó thương ông, làm cho ông cảm thấy được yêu thương và cho ông sự khích lệ để tiếp tục sống, khiến ông có sức sống. Sau đó, ông đi ra làm việc trở lại, rồi làm thương mại, thành triệu phú. Thành ra, ông rất thương chó. Và trong nhà ông, hay trong nhà mà ông xây cho chó, tất cả chó đều được đối đãi như thượng khách. Cho những ví dụ như vậy. Hay là chuyện một người Âu Lạc, Việt Nam, là triệu phú bên Âu Lạc, nhưng khi sang Mỹ, ông không có gì hết. Thí dụ vậy. Tôi có kể quý vị nghe nhiều chuyện mà, kiếm trong mấy câu chuyện này hay chuyện ở ngoài. Rồi người Âu Lạc này chỉ làm việc trong tiệm bánh của người anh họ, không có đi chơi, không có xe, chỉ sống đằng sau tiệm, dùng thau để tắm.
Ông và vợ ông sống 3 năm như vậy. Ông tiết kiệm được tiền xe buýt, tiền thuê nhà, tiết kiệm được tiền điện, tiền nước, tiết kiệm được tiền thuế, đủ thứ tiền để dành từng xu mà ông kiếm được. Sau 3 năm sau, ông mua lại tiệm bánh của người Anh và tiếp tục mở tiệm. Về sau, ông vẫn để dành tiền tiếp tục sống sau tiệm, chưa mướn nhà. Sau đó, ông cứ mở mang, mở mang, mở mang, rồi đổi sang thương nghiệp khác và đã thành triệu phú rất nhanh. Kể cho họ nghe những chuyện như vậy hay những chuyện khác hay hơn. Bảo họ là sự việc luôn thay đổi, sự việc luôn thay đổi. Kể cho họ nghe từ kinh nghiệm của quý vị, như là hồi xưa quý vị như thế nào, về sau quý vị như thế nào. Hoặc những đồng tu mà quý vị biết, kể chuyện của họ luôn, củng cố ý kiến của quý vị, ok. Phải là những chuyện có ích cho họ và có thật. Khuyến khích họ, cho họ thấy hy vọng ở tương lai. Việc này khó, nhưng nếu có người nói với họ, có lẽ đầu óc họ sẽ cởi mở hơn. Lắng nghe họ kể chuyện của họ và rồi nói chuyện với họ. Trích đoạn từ các bài giảng của Master Thanh Hải Vô Thượng Sư trong các bản tin và các buổi trình chiếu trên truyền hình Vô Thượng Sư.